Xin chào quý vị và các bạn. Chiều nay, áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam của Trung Quốc với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hiện vùng áp thấp nhiệt đới này đang di chuyển chậm theo hướng Bắc. Đến 12 giờ ngày mai 11 tháng 8, nó sẽ đi vào phía đông bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên là khoảng 50 km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới cho nên ở vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 biển động. Trong đêm nay và ngày mai, các tàu thuyền không nên đi vào vùng nguy hiểm với gió mạnh cấp 6 trở lên là phía Bắc vĩ tuyến 18 độ vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 109 độ kinh Đông. Ngoài ra, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, cho nên đêm nay, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận trở vào cho đến Cà Mau, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động. Mưa dông mạnh có thể đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh, cho nên các tàu thuyền cần hết sức lưu ý đề phòng. Đến với thời tiết trên đất liền, thưa quý vị và các bạn, ngày mai chỉ lưu ý riêng tại các tỉnh Tây Bắc như là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và một số tỉnh ven biển Bắc Bộ như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định có mưa rào vào đêm và sáng, còn những khu vực khác thì phổ biến là có mưa ở diện vài nơi. Ban ngày trời nắng ráo với nhiệt độ ban trưa tăng lên ngưỡng từ 32 cho đến 34 độ. Sau đó sang ngày 12 tháng 8, khi giải hội tụ nối áp thấp nhiệt đới có xu hướng nâng lên phía Bắc, thì mưa sẽ có xu hướng gia tăng ở các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc Bộ. Khu vực này sẽ có mưa rào rải rác. Đến ngày 13 thì mưa tại khu vực Đông Bắc tiếp tục có xu hướng tăng lên về cường độ vào khoảng thời gian là chiều tối và đêm. Sau đó sang ngày 14 tháng 8 thì mưa sẽ lan ra trên toàn khu vực với những trận mưa lớn. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Mưa dồn dập trong thời gian ngắn nên người dân khu vực vùng núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất cũng như là lũ lên trên các sông suối, đặc biệt là ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái và Hà Giang. Đối với các tỉnh Trung Bộ, trong 3 ngày tới do giải hội tụ nhiệt đới nâng lên phía Bắc cho nên mưa tại khu vực này sẽ giảm hẳn, chỉ còn xuất hiện cục bộ vào chiều tối. Còn ở ban ngày thì trời chuyển nắng nhiều hơn. Nhiệt độ ban trưa tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế có thể tăng lên mức 32 đến 34 độ. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, một số nơi thuộc Tuy Hòa, Phú Yên hay là Khánh Hòa, nhiệt độ còn có thể vượt ngưỡng 34 độ. Sau đó, từ khoảng ngày 14, mưa có thể tăng trở lại tại một số tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ như là Thanh Hóa và Nghệ An. Khu vực này có thể xuất hiện mưa vừa và dông. Lùi xuống các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 3 ngày tới, do tác động của rìa phía nam của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, cho nên mưa dông vẫn xảy ra nhiều nơi tại khu vực này, có nơi vẫn xảy ra mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Mưa dông xảy ra với cường độ lớn trong thời gian ngắn, có thể gây ra ngập úng ở những tuyến đường trũng thấp, cản trở các hoạt động giao thông và sinh hoạt của người dân nơi đây. Còn về nền nhiệt độ thì nói chung không biến đổi quá nhiều. Nhiệt độ ban trưa tại các tỉnh Tây Nguyên phổ biến ở mức 28 đến 31 độ và tại Nam Bộ phổ biến từ 31 đến 34 độ. Như vậy là từ khoảng ngày 12 tháng 8 thì mưa dông sẽ xuất hiện trở lại tại miền Bắc. Trong khi đó, Trung Bộ có xu hướng giảm mưa, nhiệt độ tăng nhẹ. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn cần đề phòng với mưa dông về chiều tối. Bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.